Bấm lúc nào đi qua. Anh em đừng quạt nữa, anh em moi đi. Moi. Dùng mic trong đấy kiểu gì nhỉ? Móm. Tấn công một người khác. Voi. Lại voi. Người ta gọi là vây ngụy cứu triệu nữa. Mọi người ơi, mới có 10 người này. Bó anh vào ba lô. Ok anh chưa vào không ạ? Xin anh đấy. Nhìn này, tao là tiên. Tao là tiên tri, tao là tiên tri, nhìn này. Anh là phù thủy. Tiên tri rất đi, tiên tri ơi. Phù thủy boy, phù thủy boy. Tiên tri ra đi rồi, tiên tri ra đi rồi. Quack. Đâu hết rồi? Đợi tí em lau bàn bia cái anh ơi. Em lau bàn bia cái. Không thấy ai cả anh ơi. Đi. Sao đây, tao làm nhiệm vụ bên này cái. Đồng thế. Đi. À đây có người. Anh làm em đứng canh nha. Giữ nhá cái này. Đi chung. Không, đi chung. À, anh khôi nhá. Thì ok, tao rủ đi chung với tao một chút. Đợi tao với, tao làm nốt nhiệm vụ này cái. 9468 á. Ơ kìa. À, mỗi lần đổi một cốt ạ. 1307. À, nghe giống bài hát đéo gì nhỉ? Mọi người ơi. Ok, đông mẹ hết rồi. Mọi người ơi. Quack. Mọi người ơi. Thầy, chạy. Anh có nhiệm vụ đấy. Anh có nhiệm vụ. Đừng rời xa nhau. Rồi, xong. Đi. Em đi bên này. Đừng quan. Quang đi với thầy Onip chết rồi. Đi tìm Quang với thầy Onip đi, bây giờ có. Ok. Cắn anh bảy ơi, cắn. Ok. Cắn đi. Cứu tao với. Cắn đi anh bảy. Boy. Cáp. Mày cáp. Mày cứ dọa người khác đi, có ngày mày chết mẹ mày đấy. Trời ơi, giết đi. Sao? Số quái là nhiệm vụ gì không? Nhiệm vụ này làm thế nào ba? Đây. Quang vừa đi thì em đâu rồi? Thằng Quang đâu rồi? Trời ơi. Nhiệm vụ này. Không có. Em cũng không có anh bé. 141 của em đi đâu? Bên làm gì bên này thế nào? Xong. Em có 3 cái ở trên cơ. Đây em. Anh Độ ơi. Ơi. Ok. Ok. Đâu rồi? Ok. Anh Ben ơi. Ok đâu rồi? Anh đi đâu đi một mình. Đâu.
Em bên tới nè, đội tới nè. Anh đội cho em hỏi là cái nhiệm vụ này cuối anh làm là nó là gì? Nhiệm vụ nào? Cái nhiệm vụ này đứng cái máy của em đứng á. Mày đứng máy nào đâu, mày quay lại em à? Đi chung mọi người, đi chung. Nghi lắm, anh độ mới hù em, Đây anh đứng, máy này, là gì anh độ? Máy này á? Cloud to begin. Tao còn chưa kịp làm thì mọi người chạy đi. À, anh làm đi, anh làm nó là gì? Được, khoai tây, từ từ ra, đợi tí, Incum batting. Rồi, open the door. Rồi, đúng rồi đấy, nó là nướng được trứng hay là quả khoai tây ấy. Nó là gì cơ? Ai kìa. Chưa, Thì nó là đóng cái cửa vào trong có củ khoai tây, xong rồi mày nướng xong mày kéo ra mày lấy củ khoai tây là xong đúng không? Chạy đi, chạy đi. Mấy cái đó bây giờ vô nghĩa lắm. Ừ, với cả là mẹ con vịt nó cũng làm nhiệm vụ được mà em. Chưa. Nhiệm vụ à? À, nhà. Cái đó giờ không có biết được đâu. Scan ID card. Từ anh Hiếu ơi, từ anh Hiếu ơi. Đi lên anh Hiếu ơi. Em đang đi cùng anh Độ nhá, cạnh người nhá. Nhầm đường rồi, nhầm đường. Còn từ anh rồi. Từ anh ơi. Ui giời ơi. Chạy đến sau nhá. Là cũng nên đổ đi chung kinh hiếu. Sao lại tao đi chung người hiếu? Ta đang lên em với thằng tao đang lên sửa điện mà. Đúng rồi. Em đang đi xuống nhá. Em chạy vào đầu thầy bất điện. Em mà thấy nhím sửa trước nè, xong rồi nhạc với thầy tới chung với em nè. Đúng rồi, em đi trước xong rồi em thấy anh Hiếu đi chung với em. Không, lúc tao lên là thằng Hiếu đi đằng sau lưng tao nhá. Không, có là anh Hiếu sửa điện lẻ. Tao đi lên xong rồi sau lưng của tao là anh Độ và anh Hiếu. Anh đang đổ rác. Thằng Hiếu nó đi đằng sau lưng anh mà, anh chạy lên tới chỗ sửa điện rồi thì bắt đầu thấy mọi người report mà. Nhưng mà anh đi lên trước mà, xong rồi chỉ có anh Hiếu đi xét anh Độ thôi. Thằng Hiếu đi đằng sau tao mà. Đúng rồi đó, tại vì lúc bọn ta là bị mất tầm nhìn nữa, không lúc đó là chắc là bên Việt chưa tưởng chưa sửa điện xong á nên thấy anh Độ mới đi lên đấy chứ. Anh Độ không nói gì, anh Độ nói gì ta? Tao không nói gì. Đúng rồi. À không, xin lỗi. Nãy giờ tao không bấm về, xin lỗi, tao không bấm về. Thằng Hiếu nó đi đằng sau tao luôn, tao chạy lên sửa điện mà. Không, anh đi xét anh Hiếu mà, em thấy rõ ràng. Không, nó đi đằng sau tao thì tao chạy lên sửa điện thấy mọi người đi xuống rồi, tao làm sao tao biết được. Sửa xong rồi anh. Anh quên về sửa xong rồi, anh không có tầm nhìn kỹ đúng không? Không phải, tại vì nhớ, em đã làm xong hết nhiệm vụ rồi, thế em đứng ngay cái bảng sửa điện rồi, em sửa nhanh lắm. Ô kìa. Bên vịt cũng phá điện mà. Không, cái này khó. Mẹ, cái này khó lắm mà, là tại vì mỗi anh đi chung với anh Hiếu thôi. Mẹ, vô lý thế. Đéo hiểu kiểu gì. Nếu ai dùng sabote cả thì cứ một mình tự bấm á, cay vãi. Ôi đi mẹ, bây giờ tôi mới biết là con của tôi nó ăn xác được không ạ? Đúng đời ạ. Có thể ăn mẹ mà một con vịt một game chỉ ăn được mỗi con ạ. Holy fuck. Đúng ra mình phải đi lẻ, mình đi giết người không, mình ăn xác đi chứ. Cày thế. Ô kìa, sao đây em? Alo. Mẹ, em rủ chú Chip bảo chú ơi chú đi với con mỗi nhiệm vụ bên này ra, chú chém bay đầu em luôn ạ, cày thật. Thế là chip già là vịt à? Vâng. Ủa thế anh là gì? Anh Đỗ, em tưởng anh là tao vịt. Tao là ngỗng. Ui đây này, thằng Khôi này. Ok kìa. Thế ai nữa, ai là con vịt nữa? Ba vịt mà, không ai biết này. À đây rồi. Trời, bảy ơi. Này thẻ em tôi. Anh chip đừng dừa, sao anh chip không được đi. Mà chip nãy giờ đi một mình, anh chip đi một mình. Một lần chip hai lần tôi giết nhà tôi. Một lần chip hai lần tôi giết nhà tôi, nhưng mà anh chip đừng có dừa. Anh chip không phải à?
Từ rồi nha, đây đây cái bình hút này như vậy. Nãy giờ là... mày với cả thằng 7 mà, anh đứng bên trong mà. Nãy giờ là mày đi chung với Nhạc, với Khôi, với Huy Huế nè. Từ từ này, anh vừa đi vào trong nhá, thì thằng Huy Huế nó chạy ra đấy xong nó báo có xác, trong khi anh đứng đấy cùng thằng Nhạc, anh bảo là anh vào trong nhá, còn không thấy gì. Đúng chưa? Ủa? Thế thì phải là thằng Huy Huế nó biết xong nó báo chứ. Nhưng mà hồi nãy giờ chú Chip đi lẻ okay. Rất nhiều. Đúng rồi, đi một mình không à. Phải là thằng Huy Huế nó bảo nó biết xong nó báo chứ. Chứ anh không, mà chạy nhanh vãn luôn, gắn nó đuổi nó được ai ạ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng chú Chip anh Ben ơi, ghim. Tại vì hồi nãy là anh em mình đi chung chung chú Chip mới chạy lên. Em đang nhìn vậy làm nhiệm vụ này, xong rồi anh Chip với anh Khôi với Nhạc. Anh cũng thấy anh đang nhìn vậy làm nhiệm vụ á. Anh đứng với chúng mày mà, anh có biết xác Nhạc ở đâu không? Đây, anh kể là chuẩn xác nhất này, anh với Nhạc đứng ở giữa đấy. Thì thằng 7 nó chạy bên kia, Huy Huế đi sang cùng. Sau đó anh Chip đi ngang qua bọn anh chạy vào bên trong cái phòng trong kia, được chưa? Đấy, thế là anh Chip rồi. Không, từ từ, anh để anh nói. Sao anh biết bảo Nhạc là mày đứng đây, anh biết ai rồi, bị hai giết không? Anh chạy vào trong thì thấy đang đứng ở trong đấy, thằng Huy ấy nó chạy ra xong nó báo luôn là có người chết, trong khi anh vừa đứng với Nhạc xong. Thế anh có đổi màng với em không? Thế anh Khôi rồi. Anh đấy. Thế là anh Khôi rồi, thế là anh Khôi rồi, thế là anh Khôi rồi. Thế là anh Khôi rồi. Thế là anh Khôi rồi. Anh thế là anh Khôi rồi. Thầy Onip, thầy Onip, thầy Onip. Đâu này, thầy Onip lấy gì? Mày em mày. Làm sao mà tao giết thì lộ như thế được. Nhớ nó phải đổi mạng đấy nhá. Tại vì cái thầy Onip. Con vịt Khôi này. Làm gì đi chú Chip. Chip già bị ghim mẹ rồi. Thằng Ben thằng nhím nó cứ đi theo đi mà. Đâu làm được gì. Đó còn một khó chơi lắm. Vậy này map này mọi người như thục đúng rồi, đổi map khác đi, chơi map mới đi. Mấy cái map cũ này, như lần trước cái chơi map mới một cái mọi người bị loạn ngay mà. Ơ cả. Thằng nhím chúng mày ơi, đi bắt thằng nhím bắt đầu tội tao. Không, chú Chip. Đấy, thôi xong chú Chip ơi. Chú Chip. Nhím chạy nhím, thằng nhím. Thế đây, từ mọi người để em kể. Đây nhá, có em này, anh Chip này, anh Ben này, nhím này ở đấy. Tao đang bảo là anh Ben rủ anh Chip lên đây ấn cách thử. Thế lên rồi ấn một hồi bập nhưng mà không phải là tiếng cách. Thế anh lúc sao bảo bốn anh em mình là le git rồi đấy. Anh Bảy ơi. Xong rồi. Không phải bây giờ anh em mình là le git. Đúng. Bây giờ chú mà riêng đét 6 phần phân vân. Đấy tại vì lúc này là con đi xuống còn, rồi. Chỉ còn đét với lại nhím với lại chú này. Chỉ con đi. Có vấn. Xong rồi anh. Xong rồi anh Ben cứ bảo là chú bấm đi. Thế là chú bảo mày muốn bấm không? Tao bấm chích có mắt à mày này. Thế là anh Ben xoạt cá chết luôn. Vai. Đúng rồi. Chú rồi. Chứ còn ai nữa? Cái này kia thôi. Trời ơi. Ôi anh Ben ăn xác nữa. Anh Ben là có đúc thịt rồi. Anh Ben là có ăn xác à? Hay là Bron ăn xác để chiến thắng? Ăn tầm 3 tới 5 xác hay là... Giết luôn phải ông ăn xác hả? Hai bé lìm. Em ơi chơi map tao không biết tao không biết dùng. Chơi map mới đi, chơi map mới đi, map cũ này mọi người biết chơi mẹ hết rồi. Thêm cái con chim nít cục đi. Vigion là con gì đấy? Con đấy là như nào đấy Bảy ơi? Nó như kiểu nó bám chúng ai á là bám hết tất cả mọi người là nó win. Zombie à? Bám như nào? Ừ như kiểu zombie ấy. Bám như nào nhỉ? Nó đi ngang qua nó sẽ có một cái chiêu anh là nó như kiểu nhiễm độc con đó, nhưng mà con kia không biết gì hết. Phải vào chơi thử. Chỉ cần nó đi nó nhiễm độc hết tất cả mọi người thôi là nó. Tức là ai mà gặp nhiều người nhất đấy, ai mà cổ đi gặp nhiều người nhất là con đó. Đúng rồi. Cái đó hay đấy. Lắp mất kìa chú ấy ơi. Ra đi kìa. Ai chưa tắt mất trong Discord kìa.
Trời ơi má. Phù thủy đây, phù thủy đây. Phù thủy đến đây. Lại nghĩ con cặc đéo tin. Phù thủy đến đây. Anh làm vịt đi, anh làm vịt đi. Ừ, đây rồi. Ê, hey, đi làm nhiệm vụ không mọi người? Em. Làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ. Ủa, nhiệm vụ ở đéo đâu vậy? Làm nhiệm vụ. Em lại ghét nha, em lại ghét nha. Đây này, mày là gì đây? Em là... mày giặt đồ anh đỡ mẹ mà tầm mới lâu mà tao mẹ vũ cái thằng ngu mẹ nó mà là vịt thì nó cũng làm được nhiệm vụ như bình thường biết chưa, hay là mày là vịt à? Ừ, nó làm được như bình thường luôn. Nghi ngờ đó. Từ từ sao tao thấy giống tình huống 2v2 thế nhở? Đi bạn, chúng mày cút mẹ đi vào. 2v2 là bọn em giết luôn rồi. Đang đập chuột. Bọn em đang đi cùng, em sợ anh Ben là vịt đi. Ờ, tao nghi thằng Ben là vịt lắm. Ờ, đúng rồi à, lên vote chết mẹ em đi. À, đây rồi. Đúng rồi. Vote em là chết đấy, thua đấy. Để em đùa đấy. Vịt thiếp ơi. Ui, nghe giọng anh Ben kiểu gì ấy đồ ạ. Ờ, sai sai. Kiểu gì, kiểu gì. Ui, sợ đấy. Ủa? Một người vào thôi, một người vào thôi. Làm nào vậy? Vào đây. Sao nhím vào luôn vậy? Về xong rồi. Đâu, em chỉ quay quần đây thôi. Tài sai đây nha. Ui, dấu vân tay này của ai nhỉ? Em xuống làm vụ đây. Bye bye. Sai rồi đó. Ôi, năm anh em đi mọi người. Mẹ mọi người đi đâu cho đi với, sợ quá. Sợ tút đi, em có nhiệm vụ ở đây. Ui, em chọn dấu vân tay, em chọn dấu vân tay. Rồi xong rồi. Xong dấu vân tay rồi. Đâu rồi? Có ai xuống vườn làm nhiệm vụ không? Xuống vườn ta làm nhiệm vụ coi. Có. Có, em quét lá quét. Em không có. Chết mẹ rồi, cái lông này trà cái này kiểu đéo gì? Chà, cứ chà qua à, có rồi, một cái vân ở trên cái đồ vật đấy. Xong. Cái vân là người yêu cái đẹp à? Cái vân tay. Rồi. Phải nói rõ ra. Đây. Hỏi nữa. Cháy. Từ. Một người vào thôi. Từ nha, một người vào thôi nha. Em vào nha. Đóng cửa rồi. Đóng cửa rồi. Thằng nào vào trên nhiệm vụ đấy, thằng nào vào đấy. Mọi người ơi, có thằng nào vừa cắt cái đèn thì tí rơi vào đầu tôi ấy. em vào nhá, anh Ben. Ok, anh Ben. Nhưng mà xung quanh không vào. Không phải không? Thôi, đem vào. Hay rồi, kinh quá. Còn nhím. Thôi. Sao nhím hay vô chỗ? Vào nhím ơi. Ủa kìa, vào đông thế. À, xong rồi này. Có ai chết không? Chết không đem. Không ai chết. Ồ, anh Quang từ nãy giờ đi mình này. Ăn nhưng mà em đi cùng anh Quang mà. Đâu vậy mày? Tao vừa gặp mày mà, cái thằng này. Đông quá ta, sao đông quá ti. Có chừng nó nhiễm độc đó, tụ tập ở đây. Ơi, nhiễm độc rồi đi. Có nhiễm độc đấy. Nhiễm độc là sao? Nhiễm độc. Ôi đéo được rồi, phải mọi người không hiện đâu. Thế phải tìm thôi. Cái trên này này. Em có tôi. Ủa, mọi người đâu hết rồi đẹp? Đi ra phòng giữa rồi anh ơi, phòng. Đi. Tại sao trông mày đéo đáng tin tí nào nhở? Sao em lại không đáng tin, em là người mà. Đâu, mọi người đâu rồi? Hôm nay mọi người vừa đi ra đây, chắc là gần đây. Được rồi, thế đợi tao. Ôi! Ôi, anh ơi, sắc em ơi! Em ơi! Fuck! Ôi trời ơi, giết ta luôn à. Holy fuck, anh em ơi! Chị bỏ kill rồi anh ơi! Wait a minute.
từ từ nha. À nhá, đây chắc chắn là triple kill đúng không? Chắc chắn không? Thôi đè, triple kill là chắc chắn không phải em đi chung đâu. Là chắc chắn là không phải rồi này. Đúng rồi. Em và anh Độ không phải. Chắc chắn phải em tiếp cho Sinh Sime này. Em là Hiếu Hới, Yên Khôi là Legit rồi này. Từ từ đã, bây giờ nha, bây giờ chia nha. Chip và chip và chip, nãy là bạn đi với những ai rồi nào? Tôi đi với Nhạc với cả Hiếu. Rồi ok, thế là một nhóm 3 người nhá. À, tôi với cả thằng Dep thì đi lẻ, hai thằng đi chung riêng với nhau thì không thể giết ba được rồi này. Thế còn một nhóm 3 người nữa là bọn là ai? Là em đi đánh Khôi với là Huy Huế. Ben với Huy Huế. Em Khôi với Huy Huế à. Em đi một mình nhá, em đi một mình, em làm nhiệm vụ, em làm xong. Thế thì chắc chắn là trong 3 người đấy là một. Thế thì chỉ có hai nhóm là nhóm của bạn và nhóm của thằng Khôi thôi. Từ mọi người để ý không? Đây đây. Em bảo sai nha. Anh Ben, anh Khôi và anh Huy đi với nhau thôi, nhưng mà anh Huy không nói gì, anh Huy lại vote thì có khi nào anh Huy bị sai lầm đâu. Huy chưa bật mất. Có lý. Không, mà nếu bị sai lầm rồi. Bị sai lầm rồi. Thế là nhóm còn lại nhỉ? Nếu như bị sai lầm. À, vậy là bị sai lầm là không được nói, vậy là team kia rồi. À, vậy là trong nhóm của Huy Huế có một con sai lầm. Đúng rồi, trong nhóm của anh Huy Huế có một con sai lầm là anh Ben hoặc anh Khôi. Đúng chưa? Sao anh sai lầm? Đúng. Skip hết mọi người để anh xem anh Huy vô đây. Để xem anh Huy vô đây. Phải. Skip hết xem Huy vô đây nào. Xem anh Huy vô đây. Ủa chứ sai Huy vô đây Huy. Tự vô đây sao? Đi bè khó thế. À sao? Đi cậu mẹ. Hay là sai lầm là tự vô. Chịu đấy. Không, làm gì có. Ôi, tao đéo tin mày đâu. Cút. Ok à. Sợ quá, sợ quá. Mọi người ơi. Mọi người đâu hết rồi, sợ quá trời ơi. Từ từ. Từ mọi người, em muốn nói một thông tin quan trọng lắm. Đây em. Thông tin gì? Nè. Thông tin gì? Em chém chết nhím nhưng mà em không chết mọi người ạ. À. Em là con sheriff nhím nó nhím em sợ em chém nó em chưa chết vậy là nhím nó là một trong hai nhím nó rồi đúng rồi. Bây giờ mọi người đi theo em để em chém anh Khôi là được. Nè em chứng minh cho mọi người. Từ. Khôi đâu? Ủa anh Khôi đâu? Là giống anh Khôi ta. Em không qua được. Không phải anh Khôi lên Ben. Từ từ. Bây giờ đây, tao giải thích lại nha, thằng 7 nó là cảnh sát trưởng, nó giết thằng Nhím rồi nhưng nó không chết, chứng tỏ thằng Nhím nó là vịt. Sau đấy là nó đi giết tiếp thằng Khôi nhưng mà cả hai thằng cũng chết, thế là chết mẹ hai người rồi. Thế là con không phải. Thế là khoan đã, nếu là con không phải là đúp, nó không phải là triple kill rồi. Đúng nhỉ? Không, nó là triple kill. Bây giờ anh với cả thằng Dep, anh tin được mỗi thằng Dep thôi này. Nhưng mà cái phòng lúc đấy anh em mình vào có mỗi một cái xác thôi mà anh Đỗ. Đúng. Một xác nhưng mà đến lúc anh em report xong thì có 3 người chết đúng không? Ui lật dầu. Đẹp đã lật sau. Lật sau thế đừng report vội, anh em chạy quanh để thử xem đã. Vâng. Không. Huy Huế nó có tự sai lần được nó không nhỉ? Anh Huy bị sao anh Huy? Một là trường hợp là em tự sai lần em, hai là hoặc là chắc chắn là anh Ben thôi, chỉ có em với anh Ben sai lần thôi đấy. Em nghĩ là anh Ben bị sai lần phải không nhỉ? Anh Ben tự bắt. Ơi. Chết mẹ rồi, thằng Ben bị sai lần rồi. Ben ơi, anh xem nó ơi. Nó giả vờ đấy, nó vừa nói xong. Thế thì kích giết mẹ đi, giết mẹ đi. Thế thì giết anh Ben thôi. Khoan mọi người. Bị sai lần, em còn không nói được. Sao anh? Ủa? Sao? Thế sao lại nói được? Bật nít con. Ok à, chơi mẹ đi. Thế nó ra điên đi. Chơi bời kìa. Cái cạn lời luôn. Kêu em nói đi thì mọi người bảo em nói đi thì sao mọi người. Thì mày phải đéo được nói chứ. Trời ơi. Bố tay à.
Sợ quá, sợ quá. Đâu mẹ hết rồi. Đâu mẹ hết rồi. Mọi người ơi. Mọi người ơi. Xin lỗi mọi người nhá, nhưng mà tôi đi một mình, tôi tìm mãi không thấy mọi người đâu, tôi sợ quá, tôi bấm chuông. Mãi cả lâu. Trời ơi. Em đang làm lúc nhiệm vụ cuối cùng anh à. Em có cái xà nước thôi, xà bông tắm. Xà bông tắm lâu quá. Anh đang đập gói, em đập sắp xong rồi. Từ từ. À, Ben vừa bị bút chết, sorry mọi người. À đâu? Không, không ai chết. Không, anh Bảy vừa bị sát, không ai chết, không ai chết ạ. Từ từ đã, nếu mà anh Ben bị sai lầm thì... Mà tự nhiên anh Ben nãy làm pha Discord hơi ấy. Thôi, ok, bỏ qua đi. Nhưng mà nếu anh Ben bị silent. Nếu thằng Ben bị silent, thằng Huy bị silent, thằng Huy bị silent. Điểm danh, alo. Alo. Em có. Anh Chip rồi. Thằng Hiếu, thằng Hiếu, thằng Hiếu, thằng Hiếu, thằng Hiếu, thằng Hiếu. Hiếu bị silent. Ủa, hồi nãy là anh Seme đi chung với em này. Đi chung với anh Chip, đi chung với anh Quang này. Ừ, thì sao bị silent được? À không, có thể. Ủa, silent nó có bluetooth được mọi người? À, silent wifi à? Đéo biết. Ừ. Chịu. Nhưng mà... Thôi bây giờ skip ra anh ạ. Nhưng mà đôi 4, 6, 7, bây giờ còn 7 người và còn 2 con vịt. Đúng không? Ơ, à, 2 con đấy ạ? Ừ, còn 2 con. Một con. Không, một thôi nè. Tại lúc em nghĩ là một. Em cứ skip Ben à. Thằng Khôi không phải, sao lại Khôi với Ben? À, anh Ben, Ben chứ. Bắn chết, nhưng mà anh bảo là anh Bảy bắn chết nhím rồi đúng không ạ? Ừ, Bảy bắn chết nhím rồi. Gớm mà, không phải. À, xa vậy. Anh. Ơi. Anh xong nhiệm vụ chưa? Mày ở đâu đây? Ủa chưa? Mày ở đâu đây? Ủa em đây nè. Bịp lại sao mày thấy tao, tầm nhìn nó thấp thế cơ mà. À Nhạc. Ê chú ơi. Chú ơi, cho tao trình bày, cho tao trình bày. Thằng Nhạc nó đi rất xa tao nhưng mà nó lại nói chuyện với tao là như nào? Xa đâu. Ủa cái tầm nhìn mất điện nó bé tí luôn Nhạc, sao mày biết anh ở đấy? Nhưng mà em đi theo anh mà. Không, anh không thấy mày luôn. Mọi người lên lên săn room được không? Ở trên cùng anh làm nốt cái nhiệm vụ anh xong rồi. Đi. Nhưng mà nhưng lại là tối om, mọi người có hiểu là cái phòng nó bé tí không? Xong thằng Nhạc nó vẫn biết tao đi đâu, xong nó đi theo nó nói chuyện với tao ấy, tao sợ vãi cả lìn ấy. Thế thì thằng Nhạc ghim thôi. Không phải ghim, phải giết nó đi, thằng Nhạc. Em có trả được cái nhà em có cái bộ câu. Ủa gì Nhạc, lúc ấy mất điện mà Nhạc. Ai còn nhiệm vụ? Ai còn nhiệm vụ không? Anh xong rồi đấy. Nhưng mà hết rồi, còn mỗi thằng Huy ra, thằng Huy xả rồi. Xong rồi. Em xả rồi, lúc nãy em xả rồi, giờ còn ma làm nhiệm vụ đây ma ơi. Giờ bụng nó sống rồi. Thế còn ai? Còn ai ạ? Tôi xong. Ma. Mọi người spam R đi. Em đi đây, đây anh ngay cạnh mày, anh ngay cạnh mày rồi, anh cạnh mày rồi. Bên đây mà, đi bên đây mà. Mà đi quay đi. Không phải quay chứ. Từ này. Em đi sau cùng nhá. Hình như là em thấy xanh. Xanh đúng rồi, lúc mà anh độ chết thì ở sau là có xác người xanh thế, chỉ có anh Nhạc thôi. Trời ơi, pha đó là phải tách ra đúng không? Pha đó tách ra thì phải đi ra chứ. Nhưng mà anh hiểu lúc đầu là có cái bóng đen thì xong rồi chết xong là nó hiện ra cái thần của anh lù lù ở đằng sau. Thì em cái đấy không phải là anh thì sao thì phải đi ra. Nếu cái pha đó mình sửa điện là mình phải đi ra, tại mọi người góp vô mọi người bây giết cái chứ. Đồ chết đến trùng trùng cũng bây giờ mình nè, nhưng mà tại vì còn hai con nữa đúng không?
Không, nhưng mà xanh nước biển bây giờ có mỗi một, có mỗi một ấy thôi. Nếu mà còn hai con thì quả đã một kill rồi. Nhưng mà cũng phải vote à, tại vì nếu mà còn hai con là là em đứng ngồi em có thấy một xanh nước biển là đứng hay chỗ. Đấy mà em thì không biết ở đây. Hai người nữa. Ba người đứng một chỗ là. Mọi người tin em ấy, tại vì lúc mà lúc đầu em thì em không có ăn chip trên xe me thôi. Em thấy cái đít của anh Độ rộng xuống. Xong rồi em nhìn thấy áo màu xanh thì chỉ có thể anh ngạc thôi. Có ai bị quay bị sai lần không? Không không. Anh nghĩ là bị sai lần đó. Ra mất điện thì để chắc chắn 100% không được, nhưng mà mọi người tin em đi. Nhưng mà em legit mà. Dep legit rồi. Đúng rồi. Vót em luôn à, đây kìa. Ôi giời ơi. Mình không biết sao mình mà cứ dí á. Trời ơi không, mình dí nhau mình đỡ nghi thành hai phe anh Ben. Trời. Hai phe gì chết mẹ luôn. Tại vì anh Ben dùng Discord đó chung chửi. Trời ơi, phần Ben lộ là bị sai lầm là có thể đỡ bị nghi lộ đúng không? Vãi lìn ra rồi. Trời ơi, em không nhớ có cúp điện pha trước anh ơi. Má, tự nhiên mày nói tao giật hết cả mình luôn á. Ây, em buồn cười. Thế chắc đi qua từ đầu rồi. Buồn cười anh Ben vãi lồn, em bị sai lầm. Cái tiếng cười em phách, cười không mà tức quá. Buồn cười á. Uầy. Wow. Trời. Alo. Có ai đây à? Lạ quá anh ơi. Lắp lạ quá. Nhạc tới Discord, Xin. Ủa cái map này khác đéo map đầu đâu, toàn nhiệm vụ như thế đúng không? Sao đéo? Ủa có ai nghe nói gì không? Alo. Alo. À cái này. Ủa em bị mất mất thì thầy. Lúc này không nói được phải không? Ờ. Nghe được. Lúc này tao đéo bật tab được cơ. Thằng nào bị thì không? Đúng rồi. Em bị. Bây giờ thì tab được rồi em. Ờ bây giờ tab được rồi. Cái này hết nhỉ? À cái này là cái communication nè. Em cũng làm được nhiệm vụ này khó quá. Hình như bên dịch mà phá cái này là mình sẽ không nói chuyện được, không tab được luôn nè. Cái này như nào nhỉ? Cái map này cái nó có hai phần nè mọi người. Làm sao để qua cái phần bên phải vậy? Ủa cái này xanh xích đồ. À cái này phải đợi. Cái này đợi thì quay lại. Cái này phải đợi. Ai đồ bị. Ôi trời ơi, từ. Cái gì anh? Tao bảo à rồi có một người chết. Mọi người ơi, em kẹt bên kia, em không qua bên thời kia. Tao đang định bảo mày là từ để xem còn ai chết nữa không đã. Xác ở đâu vậy? Vâng, em vừa mới nghe xong thì em đỡ bấm rồi anh ạ. Thế ba đây bên đây là Legit rồi nhạc ơi. Em ở dưới Legit này. Nó không, này con Ben nữa. Xác ở đâu? Nhưng mà như nhau, tức là hai khoa khác nhau à? Giống chồng như thầy. Hai khoa không quay lại nhau được hay sao anh ơi? Quá. Sao không được, nó phải có đường chứ. Chắc là chỗ tê lê có ấy. Chắc phải có đường chỗ tê lê mà chưa biết xài. Ai nhở? Ủa nhím em vừa đi từ đâu đến đấy? Skip tạm biệt anh. Em vừa đi từ bên phải à? Trong khu bên phải anh Ben đang đâu ấy? Em vừa chạy theo anh đâu? À nhầm, em vừa đi chạy trước đâu. Tại em thấy cái xác ở trên phần trên màn hình ý, đấy thì em quay lại. Nhưng mà xác ở đâu ấy? Tại vì như này, xác ở giữa đéo biết tả nhau, nhưng mà nhà nhá, bọn anh này, thằng Onip này, với cả Huy Huế này, ba thằng ở bên phải đứng với nhau rất lâu tại vì bị kẹt. Sau đấy thì có mỗi một cái đường sang đấy thì em phải thấy xác từ đầu em mà chạy sang đấy, nhưng mà em không thể mà đấy cả. Ủa, nhưng mà cái tầm nhìn nó bị bé mà anh, thế là nó ở đúng ngay trên góc em thấy có chỗ máu thì em mới quay lại đấy chứ. Anh cũng thấy em quay lại mà.
Anh như là lúc đầu em chạy phát em chạy qua luôn cái cửa đấy, xong em thấy xác em mới quay lại em lên report mà. Xác con Khoi nắm đầu. Ủa xác anh Khoi nắm đầu. Trời ơi, sao mình biết trước mặt mọi người được? Không phải nhìn thấy Khôi đâu cả. Tụi em là ở bên góc. Ví dụ em mà xác nhá là em phải chạy ra chỗ khác chứ. Em là quay lại ăn xác. Tại vì nó hơi sai nếu như mà biết quay lại ăn xác, biết xác ở đấy đâu mà ăn xác. Ê sao thằng Huy không thể nói gì ta? Em nói này, em nói được mà. Vậy có ai bị sai lần không? Sai lần thế sao vậy? Đẹp khoa học. Xem đi. Cái gì ạ? Bây giờ, mình đéo biết rồi, mình đã lây cho những thằng nào rồi đây này, nó đéo hiện đi. Em nói được. Hay là anh xem em nhỉ? Thì anh xem em phải vote đi thì mới biết là anh xem em bị sai lần không. Trời ơi, còn giết này. Ok. Ok, xin vote thay. Skip. Thay vote ai mà thay. Skip. Bỏ thế nhỉ? Em skip. Skip thôi. Giọng thằng nhím này lạ lắm, khó thế gì. Đúng. Thằng nhím rồi. Mà mày thằng bô bèo nhá. Nhìn trai. Em nghi độ lắm. Đâu phải em. Tao lại nghi tao, tao với cả lũ đứng với nhau. Lại bên phải này. Đây rồi. Em sẽ theo anh nhìn chân trời góc biển đồ ạ. Cái này lâu thế nhở. Anh mà giết em là anh sẽ bị lộ. Cút. Anh mà giết em sẽ bị lộ. Đúng vậy, thằng nhím giết tao là chúng mày ơi. Từ từ đã. Nhím. Đây tao có nhiệm vụ này. Hả? Tao tạm tin mày một lúc nhá. Đâu ạ? Em cũng tin anh, em có nhiệm vụ đây này. Làm đi. Ồ. Đấy anh thấy. Anh thấy cái bảng bên phải không? Cái đó nhìn tin nó. Vịt làm sao mà đo được? Đâu cái bảng nào? Vừa nó vừa hiện ở đây xong em vừa đo nhịp tim. Mờ quá. Tao có nhìn thấy đâu. Mọi người ơi, tao lê ở này, qua đây. Mấy cái tao lê ở đây này. Đâu. Đây, chỗ này là chỗ tao lê nè. Đâu. Tao lê đâu ạ? Ui, đi mở điện đã em ơi. Im nè. Điện sao tối quá. Nha, nhím rồi. Ây da. Ôi trời ơi. Cái tele là ở cái debug tụi bay ấy, góc phải dưới ấy. Mọi người thử không? Cái màu hồng đấy không? Ê, tele là những kiểu truyền nó đi sang mà. Đây có nhiệm vụ luôn, đây có nhiệm vụ là đựng đời à? Đứng xa nè. Anh ơi! Ơ? Ơ kìa? À đây! Xác nè! Xác ngay chân mày, mày hỏi xác nè! Là đứng gần nhất. Đúng rồi. Ngay dưới chân nhiễm luôn. Anh nhiễm đi đeo hoài á. Em đứng sát Ấn Độ luôn. Ủa nhưng mọi người ơi, họ chết nhiều vậy? Em đi cùng mọi người đến giờ mà. Ô kìa, sao chết nhiều đấy nhở? Ai đây vậy? Ba luôn rồi. Ba rồi. Chắc là thằng nhiễm. Không. Xét ngay chân mày mà xét nè. Không. Bây giờ nhá, còn 3 vịt là bắt buộc. Bây giờ vote nhầm cả là thua. Đấy, luôn là, bắt buộc là phải vote. Từ từ đã nhím ơi, nhưng mà xác chết ở chân mày mà. Xác chết ở ngay bên trên cầu, em chạy theo mọi người sao mọi người không nhìn thấy nhở, vô lý. Sao lại trên cầu? Ngay trên cái quả cầu tròn đi. Anh đây. Không thấy gọi yêu kìa. Tại giết 3 người xong rồi, sửa con đao giết tiếp 3 người nè, nhưng mà chưa. Không, thằng 7 này nó có trời đứng xa ra xong nó giết lắm. Cái gì nữa bạn, tôi đi theo bạn từ cái lúc mà kêu có phi thuyền tới giờ mà. Không, cô em nghĩ là anh Huy rồi. Tại vì không có thông tin gì cả, tự nhiên lại dùy game. Bạn nè, bạn thật ra Ben là tới sau. Hồi nãy là mình với anh Chip này, với anh Độ này, với Nhiếm. Mọi người vui anh Huy thuyền, đi. Không, không mà cúp điện xong rồi chạy lên nè. Một người nữa là thua luôn đó. Bạn đi từ đâu bạn tự làm đi sửa mà. Mình là sửa điện với nhạc đó. Đúng rồi. Nếu mà có tin thì tin được bọn Ben nè. Ê, vote Huy Huế đi. Thế thì còn Huy Huế là anh Bảy với anh Chip. Không. Anh Chip. Thế là nhím rồi. Anh Chip nói lắm rồi.
Thế thì anh Huy rồi, em vô đây Huy. Vì quả lúc này là giết 3 người rồi, bây giờ cũng đao tiếp này, chẳng qua là ba con vịt nó chưa, cũng đã nó chưa tham minh đúng lúc thôi. Lúc này là giết 3 người là chiếc mục tiêu mà. Ừ. Thì quả nó giết chiếc mục tiêu là Huy này. Rồi. Để Huy thấy rồi. Liên quan gì cả. Không, nó nói đúng rồi, thằng Huy nói đúng đấy, từ từ đã, từ từ đã. Trời ơi. Em là người rất tốt, em hiểu nhờ, em hiểu là em không làm gì đâu. Không phải em. Mình bốn người đi chung, Nhạc với lại anh Ben đi chung thì còn Huy hết à. Vậy là thằng 7 rồi. Thôi em đi cùng mọi người mà. Không thì là bạn đây, bạn cùng bạn Ben Huy đây. Tao không bên này hết, tao là con sói đồng đập. Ừ, anh Ben cũng hơi nhưng nguy hiểm. Nhưng mà Huy nói em tin đấy, chắc em vote nhím quá nhưng mà. Ừ, tao muốn vote thằng nhím quá, tại tao nghi thằng nhím này à. Vote đi. Không phải em. Huy có vẻ tin này. Huy là xong rồi. Trời ơi, thua rồi. Huy Huy là xong rồi, nhím vote Huy mà. Thế là nhím 7 nhá. Chú ơi, ủa chú đâu rồi? Ủa kìa. Ba. Ôi thằng nhím chết mẹ rồi. Là sao? Không thua đâu, không thua mọi người ơi. Thế là em nhím 7 nhá. Không, tại Huy chắc chắn là thằng Huy nó nói thế là nó là ngỗng rồi, ừ. Đúng 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 đúng. Là sao ta? Ok kìa. Ôi kìa. Rồi. Là sao? Ủa anh chiếc cà bì. Ủa anh chiếc không vote à, tự anh chiếc không vote chứ. Sao mình nó thấy anh chiếc không vote. Đâu anh đi xa lưng mà. Em bị sai lưng. Em bảo anh chiếc ít nói là anh bị sai lưng. Tao bị sai lưng thì phải nói cái hồn à, đi mẹ là sao. Nhưng mà pha vừa nãy mày có thể vote mà. Pha vừa nãy giết ba ở đâu vậy? Không phải giết ba, giết lẻ mới hết mà. Còn giết ba đâu. Anh Nhạc giết em ngay trong cái phòng mọi người. Cái cầu dịch chuyển sang ấy nó cá chết mình rồi đấy nhá. Không nhưng mà đang hỏi là thằng nhím ấy, cái xác ngay dưới chân nó là ai, phát ai giết đấy? Em anh ơi. Không biết là Nhạc hay Bảy ấy. Ok kìa. Ủa đâu? Em. Nhạc à, Nhạc vừa giết em mà, vừa giết em chỗ đấy luôn mà. Ngay trên mọi người ấy, Nhạc cắn xoẹt phát luôn. Tao là con vịt mà đi lây bệnh ấy nhưng mà 10 giây mà lây bệnh được một lần. Nhưng mà tao lây đi bạm đéo biết là đã từng lây cho thằng nào ấy. Tức là lây nhá, mình lây được. Mình lây được nhưng mà mình sẽ đéo biết là mình đã lây cho ai đâu. Khó vãi lìn ấy. Có khi bạn lây chúng con vịt. Nhưng mà tính là con cũng dễ chơi mà, chỉ đành phải nhớ thôi. Những gì em biết. Không phải chặt đi em gì cả. Lời nói của em không có trọng lượng, em ra đây em ngồi đây. Em gì em làm gì? Sao lên không nên nói gì vậy? Và đó mọi chuyện nó như là nhím nhí vậy thiệt. Nhanh quá, nhanh quá. Ba con nhí là sao nhí phát. Chúng mày ơi, khôi dỗi rồi. Khôi bị tắt chạy, khôi dỗi rồi. Thề, mình tin như thế anh em. Mày đợi tí anh xuống lấy cốc nước, anh lên anh chơi cùng mày. Xong rồi ra lấy cốc nước, bổ lấy cốc nước vào đầu thằng em. Cay. Văng quay lên. Vui lắm, máu này có cái tele vui lắm mọi người. Đứng dưới bị đè chết rồi. Cái tele, tiếp bị tele nhá. Đồ má nó. Thế là phải nhớ đúng không? Để ra vu thế nhở. Quạc quạc. Ok à. Quạc quạc. Người đâu rồi? Đâu hết rồi. Ôi sao lại đâu? Trời ơi. Ô kìa. Lại là mày à nhím. Trời ơi thề em cứ đi cùng anh là gặp sát đấy. Ủa? Là làng nhím rồi anh ơi, lần này là trúng móc rồi. Em đi cùng anh mà anh đồ. Nghe anh coi đi đến cậu hả? Em đi cùng anh mà. Ủa gì cái gì vậy? Là bảy bảy với nhau lên tàu chưa? Là mày vừa đi từ trên xuống mà. Xong mày bảo ôi mọi người ơi, ôi anh rồi. Em đi từ bên phải, Đỗ ơi, không phải đi từ trên, em đi từ bên phải. Xong rồi em gặp anh xong rồi anh bạn đi xong rồi mà tôi cho thêm một thông tin này. Cho luôn thế đi. Thế các bạn là nhiệm vụ có 4 số mà mọi người cứ gì em làm bên squad tôi đó thì mà có một thằng làm lệch nhiệm vụ này. Hai thằng làm 6 số, chỉ có một thằng làm 4 số thôi. Đúng rồi, thằng đép. Ok, nhưng mà nhiệm vụ tức là như kiểu lúc nãy nhá, như kiểu cùng vị trí của em là xếp sách vào nhá. Ở cái map trước nhá, anh Độ cũng có thể là làm khác mà sao anh Độ cũng nghi em cái đấy, cái này khác, cái này được cùng không, vị trí nó khác nhau sao? Anh nói thật nhá, vịt ấy làm nhiệm vụ chỉ có 4 số thôi, không bao giờ có 6 số cả.
Đồ à, sao? Ôi trời. Ok. Sao nhiệm vụ có 4 số thật là chết. Sao? Thế đã chip chơi. Em có biết đâu em đã chơi cái map này bao giờ đâu. Rồi, đã chip chơi VT là 4 số. Nghĩa là thằng em vì nhiệm vụ nó sẽ khác với cả ngỗng. Thế thôi đúng nó rồi anh ơi. Còn một luôn. Thế còn thầy là anh Độ hay là nhím đấy? Nhưng chưa giải quyết được. À sao nhỉ? Em không biết nhá. Em gặp của anh Độ. Có thể là anh Độ. Tiếp xong rồi đi xuống. Ờ kìa. Không mày có thể đổi trắng thay đen như thế được nhở? Thôi ơi, bây giờ em nhưng mà cái xác của thầy ở đâu? Xác nó ở khu vực bên trái ngay đoạn giữa map luôn. Vào thôi. Ui dồi ôi. Vãi nè. Ông vốt luôn ạ. Trời ơi, sao mọi người lại vốt? Ủ đi, bố đêm mà. Chim cút luôn. Sao mọi người lại vốt vậy? Nghi ngờ. Con. Cái đợi tí bố lên với con nhá. Ok, đợi bố một tí. Anh đâu rồi? Anh với thầy đúng không? Không phải anh. Tiếp tục bên kia. Đi xa bên kia không? Đi giải cứu thầy đi kìa anh. Đi nào, ok. Tôi đi anh đi bảy. Đó. Anh đâu không đi giải cứu thầy nhỉ? Thì đi chứ bảy. Làm nốt, làm nốt. Lên. Trời ơi, cố. Đâu đâu đâu, ở bên này mà. Xong rồi này. Ok, không phải. Tôi nhím mày chạy đi vậy. Ok, xác ơi, xác ơi, bảy, xác, bảy, xác. Bảy. Mày không nhìn thấy à? Ờ, em không thấy luôn à. Ây da. Sao nó bóng? Này, này, ủa? Anh chúng mày ơi. Sao ủa? Cứ có cái xác chết là lại có độ ở đấy vậy? Đúng, 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 đúng. Em bảo rồi mà. Vô lý. Không, anh Độ, hồi nãy anh thấy nhím chạy ngược lại không? Trời là ơi, tao nói thật là chúng mày là mà. Đây để tao giải thích cho chúng mày nhá. Là nhưng thằng Tùng, thằng Tùng sói nó đang khóc. Nên là tao đang bị mất tập trung. Nhưng mà lúc nãy thằng nhím nó cũng một lần rồi. Bây giờ lại một lần nữa. Ừ. Không này, phải em, sự. Em đi cùng. Em đi cùng anh Nguyễn để tìm cái chỗ đi sửa cái đỏ đỏ nhá. Làm sao lại cần đi cùng? Cái đó nó có mũi tên chỉ thẳng đấy không hả? Đi thẳng ra đến cuối góc bên phải rồi mà ra không thì được. Em mới quay lại tìm nó, lại. Nó là nằm bên phải luôn. Anh đang đứng cạnh Huế mà. Nhưng mà có thấy nó đâu. Nhưng mà cái đoạn đó mà em không thể nhím nữa rồi, em đang tìm em đang chơi cái cầu. Huế có thể nhím đâu. Ừ, không thấy em xong em chạy lại thì gặp anh Bảy với cả anh Khôi nè. Em biết sao mà. Nhưng mà rõ ràng là cái chậu sữa nó sát bên phải luôn. Thì em chạy tới đó xong em chạy ngược lại là sao? Trời ơi, thì em chạy sát phải của anh Huy Huế nè, xong có thấy đâu. Ok. Anh Huy. Không, hồi nãy là Huy Huế, em với lại nhím cùng chạy qua bên phải. Là nó nằm ở bên cái chỗ bên phải luôn á. Nếu mà thằng nhím là vịt thì em mới phải chạy ngược lại để em tìm. Đúng rồi, lúc đó là nhím là vịt thì chắc chắn là thằng Đép là vịt rồi. Không phải em, trời ơi. Đép thì chắc, em nghĩ Đép thì chắc đúng rồi. Giống như mọi người, cái chỗ mà em gặp nhím cách cái chậu sữa như kiểu sữa oxy nó có mấy nếu mà thằng Đép và vịt thật ấy, nếu mà theo lời nhạc ấy không ý là chỗ kiểu gì không đúng gì em đứng chỗ à, là em đứng chỗ sữa nằm bên cái bên phải lượt anh ơi, cái khu bên phải lượt nghĩa là em đi đi sang bên phải rồi không sửa được bên phải là chỉ có là em cũng chỉ có Aben với là khoa học thôi bà, là chỉ có nhạc đúng không, rồi là nằm bên đâu? Phải không có sửa được chưa có đang đi đâu phải chưa qua hiểu không, Huy Huế nhạc với nhím chưa qua nên là tụi em mới đi ngược lại. Hay là nhím gì mà? Nhím gì hết em không biết nha. Là em. Mà cái xác là nó nằm được ngay sát phải luôn á, ở dưới luôn á. Là cái đúng là nó cũng từ cái hướng mà nhím mới đi ra luôn. Không, bây giờ anh Ben với anh Ben trong học bên kia không vậy loại hai người này ra được. Đúng tại đứng sửa rồi. Chắc chắn là không phải em. Chưa. Em lại giờ chị vậy. Hello anh. Ê, sửa điện đây luôn đây, máy sửa đi. Ê, em sửa đi. Máy sửa đấy, tao đứng cách nhá. Ok. Xong rồi này. Ê, thế, uầy, tao tin mày vãi đái luôn đấy. Cười. Nhưng mà khó xử quá. Anh ơi, nhưng mà em vừa thấy bố bị cái thuyền kẹp chết. Thằng bố à? Ở bên cái gì? Từ từ, đợi anh làm nhiệm vụ của anh này. Kẹp chết bố rồi, đến đây con. Nè, cũng... Đây.
là con cái. Cái thuyền kẹt tiếp là con một mẫu đỏ mới được. Đợi anh có hai nhiệm vụ ở đây cơ. Quán cắt. Bảy có thể ai bị kẹt thuyền chết chứ bạn. Rồi, thấy rồi. Làm nhiệm vụ đợi em xíu. Màu xịt đây. Thấy rồi, đen đi rồi, nhím đi rồi. Cái đó theo tự anh ơi. Rồi, đây anh thấy rồi. Đi thôi mọi người ơi. Đi thôi. Phòng trên này ba cái nhiệm vụ lớn, phòng lắp. Từ để em xem nhiệm vụ. Đâu, phòng nào? Tắp bên này vô. Đâu. Đi. Nào, thấy nhau. Tao đi đầu nhá, tao đang đi đầu nhá, tao lên trên rồi này. Nhạc mở đi nhạc ơi. Em sợ cho để em sợ. Rồi ok, mấy đằng kia đâu mẹ hết rồi. Mấy đằng kia đâu mẹ hết rồi. Không có đéo đi sửa điện à? Trời ơi, có khi nào sau lưng bị double kill không ta? Không có đéo đi sửa điện à? Chào mình. Ủa, sửa xong rồi mà. Có thằng nào sang cái cầu không? Tao có nhận hai nhiệm vụ ở chỗ cầu này, với cả một nhiệm vụ ở phòng security đi, nữa. Là xong bên này, xong rồi tao bên kia. Có một con dịch dễ dàng đấy, không biết nó dễ dàng ai nữa nha. Cái này phải chờ à? Như thế là không dễ dàng. Đợi tao với nhá, mẹ tao còn nhiều nhiệm vụ lắm ấy. Nãy giờ thằng Tùng xóa rồi khóc. Em bên phát rồi. Anh Ben ơi. Ben phát rồi chị. Tao có làm đâu phát. Đây. Tao có một con dễ dàng đúng đó. Phát dễ dàng không? Một con dễ dàng. Dễ dàng chứ tầm này. Dễ dàng giờ nói là lộ ra ngay à, chứ không dám dễ dàng. Đây anh bảo nhá, Dạ, mọi người ơi. Đéo gì đây? Em nghi nhím mà. Mọi người à. Nó cứ đi lang thang một mình đi, chúng mày để ý xem. Em đi rồi. Em đi một mình làm nhiệm vụ. Em có một cái nhiệm vụ thôi à. Thế rồi. Có người sợ rồi, ai đây? Khâu dính chip à? À đây, có hai người, mày có còn sống. Trời ơi, sợ nhanh đi mọi người, có mấy cái gì vậy? Có người sợ mà, nhím ơi. Yên tâm. Ê, sắc. Ủa này có ai chết không ta? Ủa? Ủa rồi, Endo giết tôi. Má lên à. Ok kìa. Trời ơi. Ủa sao đó anh đội hình như là không có cooldown anh đội. Sao anh thấy em nhanh đấy? Cooldown 10 giây mà. Thầy anh quy đi cái thuyền qua đè em chết queo ạ, mấy là liền thôi. Cay quá. Lần đầu tiên làm không biết làm. Nãy em thấy có đông máu ở đấy á. Thấy tao tưởng xác cơ. Mà em đang bay thấy bô bảo em tự nhiên thấy bô dạ, bảo em cười xong bô bảo địt cái lần mẹ cay quá luôn. Cái này phải cho con Diễm kia thắng một lần mới biết được. Hay quá luôn. Mẹ em đúng rồi, là Ấn Độ đi chung đi theo em hóa thành Ấn Độ mấy lần xong rồi định giết anh Ben, tự nhiên nó lại bị biến thành người. May mắn Ben không nhìn thấy em rồi cũng dễ thắng anh. Ê cái cảnh sát trưởng làm sao để quăng đùi gà vậy? Bấm cách phá nhồn nhớ được. Thế anh là con đùi gà là anh là ăn xác mà, phải cảnh sát trưởng đâu. À thế à? Ông là con ăn xác mà. Ôi trời ơi, anh chích là người mà. Anh chích là người mà. Không vô chờ phải không? Ai? Cần. Cảnh sát trưởng là xe Jeep nữa. Cái đó là phải thấy, xác mới được anh ơi. Xe vừa rồi không phục. À hả? Nhưng mà là người thì có tác dụng kéo ăn xác. Đứng lúc này đó. Người ơi, em lại luôn á. Không, cái thuyền nó tự di chuyển mà. Đâu có dừng lại được đâu. Bên thằng này cái vết máu ở đấy của anh Ben, không ra được tra với em thì đâm cho em cho mày giết tao à. Em vào cuối, em vào cuối đấy, vào cuối đấy, vào cuối đấy, vào cuối đi, vào cuối đi, vào cuối đi. Bạn lại là con Lily đấy à? Nhìn bộ đồ của bạn giống lắm. Không, bạn ơi, tôi có hai bình nhá, một bình cứu, một bình độc. Bạn muốn tôi quăng bạn không hay là tôi sẽ đi theo cứu bạn? Đi, mình đi làm nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ đây. Bạn làm đéo làm đấy. Có mà. Xong bạn xuống phòng security làm với tôi nhá. Xong là mình sẽ qua Depanture Bay. Ok. Bạn yên tâm, tôi có bình độc rồi, thằng nào làm ngáo tôi ném chết mẹ luôn.
Thịt con mẹ mà cay tê nhờ. Thịt mẹ sang đây luôn ạ. À, vãi lồn. Ủa ai vậy? Ờ em thấy sếp của anh đây vừa đi xuống gặp sếp anh Độ đây luôn. Ở dưới là thầy không phải nhiêu. Chỗ nào? Đoạn nào đấy? Ngay cái phòng mà cái thì qua được cái này đường đấy. Em biết chung với Huy Huế thì Huy Huế này với cả phòng nào phòng nào nói rõ mà phòng nào. Gần cái phòng mà từ bên cái phòng thì qua cái đi cái thuyền qua chỗ nãy anh chết ấy. Anh Ben đi ngay. Thì anh thấy anh chip đi cái thuyền qua chỗ anh. Ôi thì là anh chip thôi. Không phải tao. Không, chỉ có mỗi chip cái thuyền thôi, lúc đó có anh Seme đứng chung với em mà. Đúng, không phải tao. Không phải tao. Không phải tao. Người cơ mà. Không, anh chip ở trên thuyền chứ mỗi anh chip. Mà anh lồn đi mẹ. Tao chưa biết thì bạn cái xác ở đâu cơ. Cái xác gần cái chỗ mà đi thuyền qua bên kia anh ơi. Chỗ nãy em chết đấy. Gần đấy. Hàng chi em thấy mỗi anh chip đi thuyền qua thấy nghi dữ vậy. Thế thì là anh chip rồi, chip hết xong rồi tàu luôn, đi cầu luôn nhưng mà lại có tàu người luôn kia. Nhưng mà gặp em bấm thuyền qua. Chưa? Anh bên camera. Thế sao bịt mạng? Thế sao mày sao không phải là thông bố? Ờ kìa, em đó giờ có chơi giết xong báo đâu. Là nãy em mới giết người qua đây mà. Không, thế thì lộ quá tại vì thằng bố gần em tại nhà. Ừ, bố ở gần mày á nhím. Vâng, vừa gặp xong rồi nó report luôn á. Xong em làm nhiệm vụ ấy là tầm 5-10 giây đấy. Em với nhím là ok, ai vote em vậy? Em từ đầu. Ok, sao mọi người không có anh chip? Ủa, điệp mẹ vote luôn ạ. Phá điều. Điệp mẹ bạn chơi cháy thế. Điệp mẹ vãi lồn thật. Cháy thế, điệp mẹ và anh em tốt cho nhau thế mà. Cày vãi lồn đi. Thì các bạn đen thế đi sang gặp ngay thằng Ben à, cay vãi lồn. Không là đéo bị nghi đâu. Điệp con mẹ thề. Cay vãi lồn. Thằng Nhiếm phải giết nó này. Thằng Nhiếm đi kiếm em rồi. Nhiếm chết này. Ở đâu đây, đi bạc qua xem với. Bên đây, bên đây đi gọi xong. Xong. Ôi không báo luôn à. Ôi thằng Nhiếm với anh coi là một tập anh ơi. Ui cái đéo nó chết rồi. Được chưa? Mẹ à. Sao mày thấy xác mày đéo báo hả Nhiếm? Cái gì ạ? Thì em bảo là sao mày thấy xác mày đéo báo? Em bảo là tìm nhạc xem nhạc đâu rồi. Tao mà, nhà tao. Thì tao bảo là xem nhạc ở đâu ấy. Cày thế nhờ, thôi nhỉ. Cày em nào làm đôi hả, mà luôn thật. Ủa, đi mà, mày làm luôn là nhạc kìa. Nhạc chết luôn rồi. Trời ơi. Quái cầm hiểu được. Chưa kịp gì hết, tính hợp tác rồi. Nhạc ơi, nhạc ở bên phải à nhạc. Thầy đi bà con mẹ tao là mô đi mày mà. Có đâu? Tao đi với mày mà. Ôi nó ăn nốt thầy nữa, nó chả thắng mẹ rồi à. Tao biết mày đi với tao rồi. Thầy sao đây? Thầy vịt mà. Thầy vịt. Chết điều thế. Này bây giờ nó đi đâu gặp ai là nó chém à. Mày đang kia đâu mẹ hết rồi. Đéo thấy xác cơ, đéo thấy gì bọt gì. Trời ơi, em là cảnh sát trưởng. Thầy bấm tàu qua, Bố sao nhiều xác mọi người không report ta, anh Hiếu sao không report ta? Ơ kìa.
Ok. Ủa mình đây chết đôi nó thua này. Ở đống xác trên đây sao không remote ta? Hai xác anh với mẹ đi ba xác. Thế thì là anh Khôi rồi. Tại vì nãy anh Khôi đi cùng nhím với cả bộ qua bên kia. Đâu đấy. Từ từ nếu như anh đi cùng anh Khôi với thầy Onip, anh Khôi với thầy Onip. Anh với thầy đang ở bên này luôn. Anh đang ở bên trái này. Không. Bên sự điện đây này. Bây giờ nha, có em với anh, em với anh Hiếu nhìn thấy hai cái xác. Nhưng mà anh Bảy với anh Huy đang ở dưới, bốn bọn em đi thuyền qua. Đúng. Mà có hai cái xác trong đấy, mà bốn bọn em ở đấy. Anh Bảy với anh Huy không thể giết được hai mạng kia được thì chỉ có anh Khôi với thầy thôi. Anh ở bên trái, anh có bên phải đúng mà anh giết, anh ở bên trái mà, trời ơi. Thì anh đi thuyền về rồi. Là cái sạc chết lâu rồi, hoặc là cái sạc mới chết. Nhưng mà anh không ở bên phải thì làm sao anh biết, anh không biết bây giờ, chết ở đâu. Từ từ đã. Thì đấy, cái sạc bên phải là thầy đúng không? Đi đâu, cái dưới à? Tít dưới, tít dưới, bên phải bên trái. Anh đang chạy qua cửa điện này. Ở phía dưới, ở cái cầu luôn, đang định tìm cách để qua bên kia làm nốt hai nhiệm vụ kia. Để em phân tích cho anh Bảy nhá. Bây giờ có hai cái xác này đúng không? Nếu mà bọn em report luôn thì có thể là em và anh Hiếu double kill. Nhưng mà không, hai cái xác, một cái nằm ở ngoài, một cái nằm ở trong. Em chạy xuống gọi mọi người lên để mà... Mọi người ơi, hai cái xác này đấy! Mọi người mới tin em là em không double kill. Đúng chưa? Quan trọng là bốn mình đi chung một cái thuyền là không thấy ai đúng chết rồi. Đã tin nhau lắm rồi. Đúng rồi. Ôi rồi. Hai người lan ở trong cái gì tình nghi lớn nhất. Bây giờ cho mọi người thích ăn thầy Olip hay là mọi người thích cho thầy anh Khôi bay trước này. Mọi người hiểu cái gì nhỉ? Mình ở bên trái mình không biết sao thì quy cho người ta là phải giết là thế nào? Trong cái rõ ràng không làm gì cả. Anh đang ở bên phòng bên trái. Thầy Khôi nhá. Và đang thấy mất điện. Nhưng mà trước đó ấy. Nhưng mà trước đó là nó đâu? Thì cái sạc đó là chết lâu rồi đấy. Để mà đếp trên này không phải đúng một kiểu. Em bị làm sao? Sạc là chết lâu rồi. Sau đó anh vòng lên phòng trên, cái phòng anh mà đang sửa cây. Anh xem em vote ai để đồng vote này. Anh tưới cây đi. Xem em vote ai hả? Anh vote Khôi là... Cái gì anh vote Khôi đi. Phục vote Khôi. Xác chặt đầu em đi, anh Bảy với anh Nguyên. Mình đã bốn người đi chung mà, bốn người đi chung thuyền luôn. Thì không thể nào mà có hai thầy Odi. Không phải anh. Trời ơi, mình đánh nhau bọn mày. Bọn mày chặt xác cái bọn mày phải chặn ở chỗ ấy. Bọn mày chặn phải chặn ở chỗ tàu. Ừ, chặn ở chỗ tàu luôn là nó một câu là băm được hết à. Thì bà ông thầy toàn đi làm nhiệm vụ ấy, thầy chả chịu đi giết được. Thầy à ông Khôi thì bảo đến cuối là còn bị thầy bết cho phát dí vãi lồn đi con mẹ. Khổ. Ủa, em sang bên này anh ạ, mình em làm ba thích vãi, đổi màu đổi ngủ giết người. Tại thằng nhím nó mù. Em tưởng là nhạc mới đến cơ, điêu thật. Thằng nào sang bên kia tìm cũng thấy Khôi đâu. Là anh mà mày thấy xét tao mà không báo luôn nhím. Cái gì? Chỉ đang tìm nhạc đây, nhưng mà cung đao nhanh vậy. Cung đao bao nhiêu giây vậy? Cung đao 30 giây. 30 giây. À, em định qua tìm nhạc ấy chứ, xong chém anh luôn ấy chứ. Nhưng mà anh vẫn chém trước. Tao chém độ đi cầu xong bên này gặp ngay thằng Ben rồi mình đi sang là địt mẹ đen vãi lồn. Anh không mà đéo bị đâu địt mẹ. Anh chip. Tao vừa ra chưa kịp làm nhiệm vụ gì tao chết luôn mà. Tao tin bạn tao vãi lồn, tao còn ngồi canh cho bạn tao làm nhiệm vụ cơ. Địt mẹ bạn tao làm xong quay ra sẩu tao luôn ạ. Ok ạ. Thầy xong báo luôn là Huy Huế giết người nhỉ? Mẹ báo với thầy. Thầy không nhớ. Thầy báo Huy Huế giết người đi. Thịt mẹ thầy. Đâu rồi thầy, đâu rồi. Thịt mẹ mồm thối. Ôi thầy đang đợi cool down rồi. Thôi xong. Thôi xong mẹ rồi. Địt mẹ. Thầy xong thầy. Đây này trốn thầy. Ôi dồi ôi. Thầy ôi. Em đang nhanh thế. Trên cái cống hay là sát trên cái cống? Ôi ôi. Đâu? Thầy ơi, thầy chạy nhanh thế. Đây, lúc không phải lúc này nhá. Lúc này là anh ở bên phải à? Em với anh Seme ở bên phải này, xong rồi gặp thầy ở bên phải luôn, xong ba người cùng lên cái thuyền, anh có nhiệm vụ cái thuyền là clean platform mà không biết làm cái gì cả, cứ bấm vào cái nút là cái thuyền nó chạy à. Xong anh Seme với thầy về bên kia. Đúng. Xong rồi anh để anh Seme với thầy đi chung. Em về lại làm nhiệm vụ bên này. Huế đi với anh Hiếu mà. Từ. Ui. Huế đi với anh Hiếu đi mà. Với anh Hiếu hả? Ừ, thầy anh Huy ạ. À. Đi ba người nhưng mà cái nhiệm vụ nằm ở bên phải thầy ấy. Thầy có 4 người đi chung mà anh Huy lại giữa anh Hiếu, anh Huy làm em mất lòng tin rồi. Ok, không có giết.
Về đấy. Thế bây giờ nhá, thiết thầy. Anh đi nhở? Bên phải đây. Tao tiếp bên phải đây. Thầy thì phú à? Không. Không, em đi thầy. Thế. Thầy giải thích cho em thầy. Thầy ấy. Ờ. Thầy hết rồi. Nhưng mà. Về đi, anh hiểu á, nãy tao nhìn thấy không? Ui. Nhưng mà cụ thể là thầy với anh Hiếu xong thầy đi đâu? Không. Tại sao? Đâu ở trên kia mà, thằng Huy Huế đi với anh Hiếu mà, mày video nhìn thấy à? Không, ấy thấy thì thấy rồi, thấy chắc chắn rồi. Chắc chắn là Huy Huế rồi. Thầy ơi, thầy ơi, tin em, vote anh Huy, tin em, vote anh Huy. Thì là thầy với bậy ơi. Ok. Chắc là Huy Huế hả? Thì là thầy với Dép rồi. Ok á, thì có phải là Dép đó. Chôn thầy đấy chứ. À. Thầy ô nếp. Trời ơi. Thầy ô nếp. Thằng bố lây là cho bao nhiêu người rồi bố? Thầy ô nếp. Không. Còn vừa đấy thầy một túi là vui rồi đấy. Vẫn bị nhìn thấy mà. Thầy ba tờ thì khôi luôn rồi. Còn người cuối là em win rồi thầy. Xin thầy đấy thầy. Xin thầy. Thầy thầy mà. Thầy đéo đi giết người. Thầy đéo đi giết người. Thầy đéo làm gì? Có em giết người mà em giết hai người. Bài tờ đúa. Anh ạ. Thầy lúc em gặp thầy ở bên trái. Vào chơi chơi vịt thầy còn bết nữa nhỉ. Gặp thầy ở bên trái thầy bảo bết anh hết nhiệm vụ rồi anh ơi. Lại thầy luôn cái thầy clip. Lại thầy.